Từ hôm nay đến 17 giờ ngày mùng 5 tháng 9, các thí sinh có thêm cơ hội để được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học. Trong khoảng thời gian này thì các em được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển tối đa là 3 lần theo hình thức trực tuyến. Hệ thống xét tuyển chung cũng như là hệ thống quản lý tuyển sinh của các trường đại học đều đang hoạt động tối đa để đảm bảo quyền lợi xét tuyển của các thí sinh. Nhận được nhiều cuộc điện thoại nhờ hỗ trợ của thí sinh, từ đầu tháng 8, Trường Đại học Đại Nam đã xây dựng phương án để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống quản lý đào tạo của trường. Mặc dù số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển bằng học bạ hiện tăng đột biến so với năm trước, nhưng lãnh đạo trường này cho biết là vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Chúng tôi xác định việc cho phép thí sinh nhập học online là phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay và phù hợp với hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo. Tuy nhiên, vì là thí sinh chưa phải nộp bản gốc của phiếu điểm trung học phổ thông và chưa nắm rõ cái quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo là thí sinh chỉ được xác nhận nhập học tại một trường đại học, nên nhiều thí sinh vẫn xác nhận nhập học ở các trường đại học khác nhau sẽ gây nên dữ liệu ảo và gây nên khó khăn cho các trường trong việc nhập liệu lên phần mềm tuyển sinh của Bộ. Vì vậy, các em đặc biệt lưu ý về vấn đề này. Thí sinh muốn nhập học thì phải nhận được cái kết quả điểm thi cũng như là cái kết quả công nhận tốt nghiệp năm 2021. Thì trong tình hình dịch bệnh này cũng nhiều học sinh đến nay cũng chưa thể nhận được cái kết quả này. Và đặc biệt khi đã nhận được rồi thì cái việc gửi đến cho các trường xác định nhập học cũng là gặp rất nhiều khó khăn. Và trước cái tình hình phức tạp như vậy, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có cái văn bản hướng dẫn cho các cái trường đại học phải có các cái giải pháp để mà thực hiện cái nhập học cho thí sinh, kể cả cái việc nhập học bằng cái phương pháp trực tuyến. Năm nay, cả nước có 795.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, tăng gần 24% so với năm ngoái. Nguồn tuyển cho các trường đại học dồi dào hơn năm ngoái, nhưng cũng vì thế mà cuộc đua vào các trường đại học top cao dự kiến cũng sẽ quyết liệt hơn.